Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ở video ngày hôm nay, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Phân tích dự đoán tỷ số U23 Thái Lan và U23 Bahrain vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 lúc 20h15 ngày 8 tháng 1. Trò cưng thầy Park bất ngờ tiết lộ điểm mạnh của đội tuyển U23 Ả Rập Thống Nhất. Huấn luyện viên U23 Jordan bất ngờ đọc vị U23 Việt Nam thẳng thắn nói về sức mạnh của đoàn quân áo đỏ. Nhà báo Hà Lan phát biểu phú phàng về đoàn văn hậu tại Hirenven. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phân tích dự đoán tỷ số U23 Thái Lan và U23 Bahrain tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 8 tháng 1 năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, bóng đá Thái Lan thời gian gần đây không có được thành công ở mọi cấp độ. Đội tuyển quốc gia sau khi bất ngờ thắng Ả Rập Thống Nhất ở vòng loại World Cup 2022 thì sau đó là chơi bạc nhược và để thua trước Malaysia. Trần Hòa sau đó trước Việt Nam không thể giúp đội bóng của quốc gia này có nhiều thuận lợi hơn trong công cuộc giành vé đi tiếp đội tuyển U22 Thái Lan mới đây thì không thể vượt qua được vòng loại SEA Games 30. Điều này cho thấy huấn luyện viên Akira Nishino còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội tuyển U23 Thái Lan chơi tốt ở giải đấu này trên sân nhà. Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 gặp đội tuyển U23 Bahrain. Đây là trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino. Họ cần một lời khẳng định rõ ràng cho tham vọng tại giải đấu năm nay rơi vào bảng đấu với sự hiện diện của đội tuyển U23 Bahrain, U23 Iraq và U23 Australia. Rõ ràng những khó khăn là rất lớn đang chờ đợi đội tuyển U23 Thái Lan. Họ cũng phải chịu nhiều ánh mắt nghi ngờ từ phía cổ động viên sau thất bại tại SEA Games 30 vừa qua. Hiểu rõ được vấn đề, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đã có những bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho giải đấu sắp tới. Vào ngày mùng 3 tháng 1, họ đối đầu với đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út trong trận đấu giao hữu Kết quả đội tuyển Huế Ba Thái Lan phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-1. Đến ngày mùng 5 tháng 1, đội tuyển Huế Ba Thái Lan tiếp tục có thêm một trận đấu giao hữu nữa với đội tuyển Kustom United. Đội bóng đang thi đấu tại Thái Lịch 2. Trận đá tập được tổ chức thành hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Đội tuyển Huế Ba Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Gurachit và Wirasut. Huấn luyện viên Akira Nishino cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Sufanat và trung vệ Arifandolo đều đã bình phục chấn thương. Như vậy, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Thái Lan và đội tuyển U23 Bahrain. Trong những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Akira Nishino liên tục thử nghiệm bộ ba Supanat, Benjamin David, Supachok chơi cao nhất trên hàng tấn công. Bộ ba này nhiều khả năng sẽ là những quân bài chủ lực của đội tuyển U23 Thái Lan trong tham vọng giành vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020 sắp tới. Ngoài ra họ vẫn còn một phương án dự phòng rất chất lượng mang tên Supachai Zadid Huấn luyện viên Akira Nishino đã chia sẻ với AFC về mục tiêu của đội tuyển U23 Thái Lan tại giải đấu sắp tới trên sân nhà. Chiến lược gia người Nhật Bản đã cho biết rằng: Với tư cách đội chủ nhà, chúng tôi có những áp lực tại giải đấu lần này. Cả đội đã tập trung từ cuối năm và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh gặp Nhật Bản ở vòng tiếp theo. Mục tiêu của đội là trở thành một trong các đội tham dự thế vận hội. Các cầu thủ phải tập trung vào từng cú sút, từng trận đấu. Họ đều có tiềm năng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Cuộc thi này là cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Về phần Ba đây là đội bóng nằm ở mức khá của khu vực châu Á. Họ không nằm trong top các đội bóng mạnh nhất nhưng cũng không hề yếu. Dù chỉ đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, tức còn dưới đội tuyển Việt Nam, nhưng sức mạnh của nền bóng đá quốc gia này là không thể xem thường. Đội tuyển Huê Ba Ba họ chính là đội bóng vừa có trận đấu giao hữu với đội tuyển Huê Ba Việt Nam. Đại diện đến từ Tây Á đã giành được chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo với tỷ số 21. Trong một trận đấu mà họ đã tận dụng cơ hội rất tốt, điểm mạnh của đội tuyển U23 Ba, -ba -ranh chính là những pha xuống biên với nền tảng thể lực dồi dào từ các cầu thủ đã cánh. Trở lại với trận đấu giữa đội tuyển U23 Thái Lan gặp đội tuyển U23 -ba, ba Ranh, nhìn qua một số trang thống kê tỷ lệ, mặc dù đội tuyển U23 Thái Lan đang không có phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng các chuyên gia châu Á vẫn đánh giá với lợi thế sân nhà, Đội tuyển U23 Thái Lan hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu ra quân. Cụ thể các chuyên gia châu Á đã đưa ra tỷ lệ rằng ở trận đấu này để đạt thế cân bằng thì đội tuyển U23 Thái Lan phải chấp U23 Bahrain với 1/2 bóng. Đây là một sự nhận định khá bất ngờ trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chắc hẳn cũng không phải ngẫu nhiên mà họ nhận định như vậy. Với việc các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan thường có lợi thế trước các đội bóng Tây Á, cộng với những đánh giá nghi hẳn về Thái Lan trong trận đấu gia quân của bầy voi chiến chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một kết quả có lợi cho đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino. Mặc dù đội tuyển U23 Thái Lan là đội bóng kinh địch của đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng đây là sân chơi tầm châu Á. Nếu họ giành được chiến thắng thì cũng sẽ là động lực rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm được điều tương tự sau đó 2 ngày. Nếu phải đưa ra một tỷ số thì chúng tôi hy vọng rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino hoặc ít nhất cũng là một trận hòa với tỷ số 1 đều. Phần tin tiếp theo chuẩn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trò cưng Thầy Park tiết lộ điểm mạnh bất ngờ của đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương, Trọng Hùng đang rất háo hức được ra sân để thể hiện mình. Ở những buổi tập vừa qua, cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa đang được huấn luyện viên Park Hang Seo thử nghiệm chơi vị trí hậu vệ phải thay cho tấn tài bị treo giò. Trọng Hùng tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ ở cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Ả Rập thống nhất vào ngày 10 tháng 1 tới đây trả lời trước báo chí Trọng Hùng đã nói rằng Hiện tại, tôi cùng toàn đội U23 Việt Nam đang có tinh thần thi đấu rất tốt và tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới với Ả Rập Thống Nhất. Thể lực và tâm lý của tôi đang rất tốt. Tôi tập trung và rất sung sức để sẵn sàng ra sân. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu sắp tới. Về chấn thương của mình, Trọng Hùng cho biết anh đã hồi phục, nhưng bác sĩ cho yêu cầu những cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương cần tập thêm để có cơ thể khỏe hơn và giảm nguy cơ tái phát chấn thương. Nói về vị trí mới ở đội tuyển U23 Việt Nam, việc thầy thử nghiệm em ở vị trí thi đấu mới không có vấn đề gì lớn. Các cầu thủ đều chuyên nghiệp nên phải thích nghi để hoàn thành tốt nhiệm vụ ban huấn luyện giao cho. Tôi tự tin mình sẽ chơi được ở các vị trí nếu được ban huấn luyện tin tưởng. Tất nhiên, đã hầu về phải thì sẽ khác tiền vệ cánh trái, nhưng như tôi đã nói, nếu tập trung sẽ làm tốt. Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân là Ả Rập Thống Nhất Trọng Hùng đã nói rằng, không chỉ riêng tôi mà toàn đội đều có sự nghiên cứu kỹ về đối thủ. Đây là đội bóng mạnh và khỏe chơi kỹ thuật nhưng đội tuyển U23 Việt Nam không ngại, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cách đối phó. Tôi hy vọng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có giải đấu thành công. Phần tin tiếp theo sân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin, huấn luyện viên Jordan bất ngờ đọc vị đội tuyển U23 Việt Nam, thẳng thắn nói về sức mạnh của đoàn quân áo đỏ. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Jordan đang hoàn tất những công đoạn sau cùng trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Năm cùng bảng D với U23 Việt Nam, U23 Ả Rập thống nhất và U23 Triều Tiên Đội tuyển U23 Jordan sẽ đối mặt với những thử thách cam go. Mới đây chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Jordan đã đánh giá rất cao đối thủ U23 Việt Nam. Cụ thể ông đã nói rằng: "Tôi nhận định U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh và đồng đều ở cả ba tuyến, tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ, đặc biệt là tuyến giữa. Đây là khu vực tập trung nhiều cầu thủ đa năng, kỹ thuật và bản lĩnh. Chúng tôi biết hầu hết gương mặt của các cầu thủ Việt Nam, nhưng nhớ được tên cầu thủ nào thì là cả một vấn đề." Tôi biết đội tuyển quốc gia Jordan từng thua đội tuyển Việt Nam tại vòng 16 đội Asian Cup năm 2019. Tôi từng là huấn luyện viên U19, U23. Những năm trước cơ mà, tôi cũng biết U19 Jordan từng thắng U19 Việt Nam trong năm 2018. Cầu thủ của các bạn những năm gần đây có nhiều cầu thủ chất lượng. Các bạn đang cho thấy một kế hoạch rõ ràng của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sắp tới cũng rất mạnh. Trước giải đấu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam hình như đã đá với nhau khoảng 25 trận gì đó. Tôi không nhớ chính xác. U23 Jordan đã ít hơn, chỉ khoảng 12 trận. Chúng tôi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài như Việt Nam. Phần tin tiếp theo chuẩn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Nhà báo Hà Lan phát biểu phúc phàng về đoàn văn hậu tại Hidenven. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại Hidenven đang tập huấn ở Girona. Đoàn văn hậu sang Tây Ban Nha cùng đội bóng Hà Lan từ ngày mùng 4 tháng 1. Tại đây, Hidenven sẽ đá trận giao hữu với đội bóng hạng 3 Tây Ban Nha đó là Lagostera. Trả lời phỏng vấn trên báo dinh vn nhà báo Ando Faber khẳng định rằng Đoàn Văn Hậu sẽ được ra sân ở trận đấu này nhưng vẫn sẽ không thể cạnh tranh được vị trí ở Hizenven. Cụ thể anh này đã nói rằng khả năng cao Văn Hậu sẽ được sử dụng trong trận đấu giao hữu tới đây. Tuy nhiên ngay cả khi thể hiện tốt, tôi không nghĩ cậu ấy có thể cạnh tranh được vị trí sau trận đấu giao hữu này. Còn quá sớm để nói về chuyện đó, kế hoạch của Johnny Jansen hầu như chúng ta đều biết rõ. Ông ấy gần như sẽ giữ nguyên bộ khung gồm những cầu thủ quen thuộc cho giai đoạn quan trọng sắp tới của mùa giải. Tôi không nghĩ rằng Văn Hậu có cơ hội được thi đấu nhiều ở lượt về. Để có thể cạnh tranh ở đội hình 1, ngay cả với một cầu thủ sinh ra và lớn lên ở châu Âu đã rất khó khăn rồi. Huống chi Văn Hậu là một cầu thủ châu Á. Nếu Hidenven cảm thấy Văn Hậu không đủ khả năng, họ sẽ để anh ấy ra đi. Theo lẽ thường tình ở câu lạc bộ chuyên nghiệp Hà Lan là vậy. Riêng Văn Hậu là trường hợp hết sức đặc biệt. Không nhiều người tin cậu ấy có thể ở lại đến hết mùa hè năm sau. Nhưng cá nhân tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ thể hiện được khả năng quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn